Chúng tôi là học viên của nhà 18, hành trình văn hóa đọc vùng cao hải đảo, biên giới 2023-2024. Chúng tôi cam kết 1. Học tập suốt đời, lấy sự học làm sự nghiệp. 2. Phụng sự vô điều kiện, lấy giúp người là giúp mình. 3. Trung thực đến tận cùng, lấy hiểu mình để sửa mình. 4. Cam kết tham gia trọn vẹn hành trình. Với tinh thần tiên phong, sống tốt hơn để phụng sự nhiều hơn. Qua phần bài tập tuần của chặng 3, anh chị em nhà 18 sau khi đọc xong cuốn sách Nghề Thầy đã đúc kết và trả lời 3 câu hỏi theo 5 phát như sau. 1. Thông điệp tác giả gửi đến bạn đọc ở cuốn sách Nghề Thầy là gì? Về định pháp, hướng đến giáo dục ra được những con người mà dám nghĩ, dám làm, nghĩ khác và làm khác với số đông. Về cương pháp, trừng trị ít, nâng đỡ nhiều, không dụ dọa, không áp đặt trẻ theo ý mong muốn của người lớn, không dùng bạo lực học đường và gia đình. Về hành động, làm bạn và đồng hành cùng con, chỉ bảo, hướng dẫn, không làm hộ trẻ, cho con gần gũi với thiên nhiên, rèn trẻ tính kỷ luật và trực giác. Về hộ pháp, xây dựng môi trường tam bảo, thầy, sách, bạn trong gia đình và nhà trường. Về tâm pháp, thân giáo làm gương, luôn lắng nghe ý kiến của con trẻ, động viên, khích lệ để trẻ bồi bổ và nảy nở được tất cả những năng lực tiềm ẩn bên trong. Câu hỏi 2. Anh chị đã thực hành kiến thức cuốn Nghề Thầy trong giáo dục con, học sinh của mình chưa? Đó là những kiến thức nào? Nêu tình huống cụ thể. Các thành viên nhà 18 đã dành thời gian rèn thân như lời dạy về phần thể của cụ Hoàng Đạo Thúy đã viết trong cuốn sách Nghề Thầy. Cùng gặp nhau 5 phút mỗi ngày để trao đổi bài tập. Cho các con được tiếp cận ngoài thiên nhiên hàng tuần. Câu hỏi 3. Làm thế nào để truyền cảm hứng cho các con, học sinh có tinh thần tự học, tự đọc sách? Ngôn giáo không bằng thân giáo. Cha mẹ phải xây dựng môi trường tam bảo cho chính mình trước. Học những vị thầy lớn, đọc sách tinh hoa, có nhóm bạn tốt để cùng nhau rèn luyện. Từ đó mới truyền lửa và lan tỏa được tự học và tự đọc sách cho con em mình. Phần báo cáo bài tập tuần của chặng 3 nhà 18 đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn ban tổ chức, các thầy cô giáo và bà con trong hành trình văn hóa đọc vùng cao 2023-2024 đã theo dõi và lắng nghe.